quá mừng anh Đức ơi. Em được cục con bò anh giúp quá, em rất xúc động. Từ đây sắp tới em biết em lấy gì trả ơn anh Đức. Chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhóm Thôn Nữ Miền Tây đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là anh Đức, hỗ trợ cho gia đình anh Đạt mua một con bò để chăm lo cho cuộc sống. Thì hôm nay mình đang đứng ở trại bò, thì mình đi cùng với anh Đạt. Anh Đạt quay qua chào mọi người đi. Thì em sẽ dẫn anh Đạt đi vòng vòng để lựa con bò mà anh Đạt ưng ý. Ủa, có hai loại bò, là một loại bò và trắng với một loại bò đen anh? Con đó con đen hả? Rồi mình vô đi anh thích con nào thì mình chọn. Đen, màu đen. Ừ. Con này đẹp không anh Đạt? Con này nó đẹp, màu nó đẹp chưa? Vậy hả? Dạ, màu nó không đẹp. Màu móc hốc rồi, nó trắng hơi á. Ờ. À. Rồi thì để mình đi lựa tiếp đi. Dạ. Vậy mấy con này anh chưa chọn được phải không? Dạ. Còn một dãy phía bên kia nữa, mình qua bên phía bên kia luôn. Con này đẹp nè chị. Con này đẹp hả? Dạ. Ừ, anh chịu con này không? Dạ. Chịu con này hả? Dạ. Con này nhìn sao mà mình biết mình thấy nó khỏe á anh Đạt? Thấy nó xương sắc nó to, mặt mày nó sáng, về mình dễ nuôi. À, rồi, vậy là anh thích con này đúng không? Dạ. À, sau một hồi thì mình đi một vòng cùng với anh Đạt để lựa chọn. Thì anh Đạt ưng bụng con bò này các bạn ơi. Thì giờ để mình hỏi ông chủ coi xem giá cả của con bò này bao nhiêu. Thì lúc đó mình mới tính được. Giờ mời ông chủ qua nha anh Đạt. Dạ. Thôi bò này của anh chị đi, cho anh thì thôi em 15 em cho anh lại 500 lấy 14 năm mà. À, đây giới thiệu cho các bạn biết, đây là ông chủ của trại bò lớn ở cồn của mình đó các bạn. Em là em là Gừng. Dạ. Em là Gừng. Anh tên Gừng. Dạ. Dạ, anh chủ thì tên Gừng. Thì con bò này là với giá là 15 triệu. Dạ. Nhưng mà thay vì anh bớt thấy hoàn cảnh của anh Đạt cũng khó khăn cho nên là anh bớt 500 ngàn. Thì còn lại là 14 triệu 500 ngàn con bò này, cho một con bò. Dạ. Dạ rồi, để em lấy tiền trả nha. Mà mình đang chuẩn bị tiền để đưa cho ông chủ các bạn. Hai. Em đưa 10 triệu. 11, 12. 13. 14. 15, vậy anh đưa em lại 500. Rồi thôi. Dạ. Thì em hướng nghị lại chỗ 500. Dạ. Cũng đóng góp chung với Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi, còn với con bò này thì chi phí này kia nọ là em đưa về tới chỗ. À, tức là chi phí vận chuyển từ bên đây đem qua nhà anh Đạt là mình miễn phí. Từ chỗ Gừng đem qua tới anh Đạt miễn phí. Dạ, cảm ơn anh Gừng nhiều nha. Rồi, dạ. Hy vọng là anh em mình sẽ được hợp tác dài dài. Thì thôi, giờ cũng trễ rồi thì mình sẽ cùng anh Đạt đưa bò về bên nhà anh Đạt các bạn. Giờ mình về nhà anh Đạt ơi. Dạ. Rồi, với anh Gừng ơi. Dạ. Xe đang chở bò của anh Đạt về đến nhà nè các bạn, nhưng mà từ đây mình vô nhà anh Đạt nữa khoảng 500 mét nữa thì mình mới tới. Ồ. Bà hết hồn á. Mình nhắn vô. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, đem về đây. Đi thôi bò ơi. Nhắc dễ thôi anh Đạt. Oh.
đi đường này lên Thanh nè. Dạ. Em mới tới chị ơi. Lên đây chị Biểu. Ủa mình máng đây luôn hả anh Đạt? Dạ, dắt vô chuồng chị. Vậy mình cho nó vô chuồng luôn đi cho nó nghỉ ngơi anh. Nãy giờ nó đi cũng mệt rồi đó. Dạ. Cho nó vô chuồng đi. Trời ơi, phái bò. Rồi, mình cho nó nghỉ đi. Giờ mà xong dắt bò vô ra chạy rồi các bạn ơi, vô chuồng rồi. Thì mình nhờ vô nhà của anh Đạt hỏi thăm gia đình của anh Đạt như thế nào nha. Kẹt. Đi vô nhà. Đây là căn nhà của anh Đạt nè các bạn. Giờ mình vô nhà nha. Dạ. Vô. Bước vô. Vô coi. Nhỏ thôi. Chị, để chị mua cà phê không? Được rồi, ngồi đi, ngồi đi. Rồi, hai nhóc kia đâu? Đã chạm bắt chưa được bên. Vậy hả? Lại đây. Mới đây 3 tuổi rồi chàng ơi. Bữa nào chị vô chị đừng nghĩ ba đem về. Thì lúc trước thì em có nghe ba nói đó, anh Đạt có nuôi bò. Giờ mình còn nuôi đúng không anh? Dạ mấy gà tháng rồi chị. Dạ rồi em chủ người ta cho lại được tháng 1 triệu. Dạ. Thì ở đây thì nghề nghiệp của anh Đạt là mình đi nuôi bò, mình nuôi bò thê cho người ta. Một tháng như vậy thì chủ cho triệu. Dạ. Thì tới lúc mà người ta là nuôi khoảng bao lâu thì con bò nó mới lớn để mình bán anh nè. Dạ nó cũng một năm năm mấy lần chị. Ôi, dữ vậy đó hả? Dạ. Nhiều ha. Dạ. Rồi cắt cỏ thì hàng ngày mình cắt làm sao? Dạ mình mỗi ngày đi ra ngoài ruộng mình cắt ba cỏ đê đỡ chị. Dạ. Dạ cỏ lúa người ta. Rồi dạ. Người ta cho mình hay là anh mua, anh phải mua? Dạ ở lúa người ta cho. Vậy hả? Dạ. Còn chị ở nhà có đi làm gì không? Vậy bữa nay có đi làm không? Không. Bữa nay ở nhà tâm bò tiếp ổng này kia. Vậy một ngày được bao nhiêu tiền? Không biết ảnh đó. Hỏi ảnh đó. Em làm ngày chừng 100, 101. Vậy là đủ chi phí nuôi cho ba đứa nhỏ không anh Đạt? Rồi đi học hành nữa. Dạ. Mình có đủ không? Dạ nó hay thiếu hơi. Thiếu hơi là mình phải đi dây đi mượn hả? Dạ có như mấy đứa nhỏ nó có bệnh hoạn rồi lúc đầu cái mình mất đi mượn tiền ta, chừng nào mình làm cái có tiền cái mình gửi lại cho người ta. Hôm nay thì được sự ủng hộ của anh Đức tặng cho gia đình anh một con bò như vậy thì cảm nhận của anh Đạt ra sao? Dạ em nhận được con bò của anh Đức em vui lắm. Vui không thể nào diễn tả được phải không? Cảm ơn anh Đức. Dạ. Và chị cũng cảm ơn anh Đức một tiếng đi. Em cảm ơn anh Đức dạ. Rất nhiều. Rồi. Em mừng dữ lắm anh Đức ơi. Dạ. Thì căn nhà của anh Đạt thì ở đây thì nó cũng phía dưới thì nó lót mấy cái gạch này là gạch tàu. Thì nó cũng mục hết trơn, nó cũng lỗ hết trơn anh Đạt. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì sẵn dịp đến nhà cho em tham quan nhà anh chút luôn nha. Rồi mình nhà bếp thì sao? Dạ. Cảm ơn luôn anh Đức. Dạ. Nhà thì mình cũng có dột gì không Đạt? Em thấy nó cũng lủng lỗ quá trời nhiều luôn nè. Dạ có chị. Nhà bếp ở trên mưa nó có tạt xuống không? Dạ có khi mưa lớn tạt. Vô đây nè con. Trời ơi mới đây 3 tuổi rồi. Dạ. Rồi. Thôi mình ra anh đi. Ra đi chị. Em cảm ơn anh Đức, em vui mừng. Em không biết cảm ơn ra thế nào, quá vui rồi. Cảm thấy em xúc động bồi hồi ở đâu xuất hiện anh Đức giúp em một con bò này. Em rất mừng anh Đức ơi. Mừng lắm luôn. Từ đây sắp tới em mừng gì đâu anh Đức. Anh giúp em mừng. Không bao giờ, hồi đó giờ chưa ai giúp em cái này anh Đức.
Bữa nay anh giúp em mừng quá. Vui quá, vui, vui ha, không diễn tả được. Dạ. Mà cảm thấy nãy giờ trong mình nó muốn khóc quá anh Đức, thiệt diễn tả không kia ra. Thôi được rồi. Dạ. Quá mừng anh Đức ơi. Em được cục con bò anh giúp quá, em rất cảm động. Từ đây sắp tới không biết em lấy gì trả ơn anh Đức. Chỉ là em có biết cảm ơn anh Đức một tiếng nói cảm ơn. Coi đi, mình mấy chị em mình đi ra là dạ. Đem cỏ vô cho bò ăn nha. Dạ. Giờ cảm giác mừng rồi, giờ đi bưng cỏ đi. Dạ. Bưng cỏ ra đi cùng cho bò ăn với anh Đạt nè. Dạ. Rồi con phải bưng cỏ vô đi. Rồi cho cả gia đình mình cùng cho bò ăn nha. Rồi. Cỏ này thì mình đi cắt ở đâu anh Đạt? Dạ, ở sau đó chị. Ở sau hả? Dạ. Rồi mình nuôi bò này theo như anh nuôi thường lại cho mấy ông chủ mình nuôi thuê đó thì dạ. Mình có rút ra được kinh nghiệm gì để mình nuôi cho con bò mình nó tốt không anh? Dạ có chị, cũng như mình cho nó ăn cỏ non cỏ ngon để kia rồi là nó mau lớn. À. Rồi mình có cần phải là ngoài việc ăn cỏ rồi mình có cho nó ăn thêm cám gạo gì nữa không anh Đạt? Dạ không chị, mình cho ăn cỏ với uống qua nước lạnh đó là được rồi. Ủa gì hả? Chứ mình dạ. Mình không có phải là cho nó ăn thêm nước gì. Thường thường em thấy heo á hay cho là nước cám, nước gì đó anh Đạt. Dạ nước cám. Anh em mình không có tiền thì mình cho nó ăn cỏ với uống nước lạnh này rồi. À. Như vậy nhưng mà nếu mà mình ăn cỏ vậy là nó phát triển được hơn so với là mình cho bồi bổ thêm cái khác không? Dạ bồi bổ vô thì nó mau phát hơn chị. À. Như nhiều khi mình nuôi như vậy thì những lúc nó bệnh hoạn này nọ có được không? Vô đây vô cho ăn với anh Đạt đi, cái niềm vui mà của anh Đức cho mà. Nè lên đây nè hai vợ chồng. Được. Bưng cỏ lên đi rồi mình tự tay mình cho con bò ăn. Ừ được rồi chị. Bỏ lên đi. Đó. Đó. Ờ. Trời ơi, nhóc con cũng vậy luôn kìa, cầm cỏ cho bò ăn luôn. Biết cắt cỏ không con? Thấy không? Út hỏi hả? Biết cắt cỏ không? Con bò này là mình nuôi năm đó, nó tăng khoảng nhiêu ký anh Đạt? Khoảng trăm mấy chục ký thịt đó chị. Trăm mấy chục ký thịt hả? Dạ. Vậy nữa là bò thường không thường là ông chủ kia không bán có giá không nè? Dạ, đợt rồi ông chủ kia không bán được bốn mấy triệu. Ờ, chị cũng được ha, cũng mừng cho anh. Dạ. Thì em hy vọng là năm nay là một con bò đực. Thì năm tới thì mình sẽ có thêm một con bò cái nữa. Dạ. Cái xong cái năm tới nữa cái mình có một con cái, một con đực. Nói làm biết nào mới được mua được con bò hả nuôi. Không ơi, nhưng hôm nay niềm vui ha, mà nhờ anh Đức không? Dạ, đâu, cảm động sao đâu. Cảm động mà không biết mừng nói sao giờ Út ơi. Giật mình quá. Giật mình quá hả? Anh Đức anh đi rèn giúp tận tình với em Út. Đem hôm nay thì cũng đem đến niềm vui cho gia đình anh chị rất là nhiều luôn á. Dạ. À, với số tiền là 14.500.000 là số tiền lớn chứ đâu phải là dạ. Cái con số tiền nhỏ. Đúng rồi ông ơi. Anh Đức cho vậy là chị mừng rồi Út ơi. Đâu có biết cho bò ăn cỏ không? Đâu cho em cho em coi coi. Phụ giúp anh Đạt đồ chứ. Nói là bò là chị rành rồi, ổng giao chị không à. Vậy hả? Ờ, rồi mình nên bây giờ mình làm mình tích trữ lại chút xíu cái mình mua thêm nước cám đó anh Đạt. Dạ. Mình dỗ lên cho nó bự bự á, nó có thịt nhiều hơn. Anh kêu chị nấu cháo luôn đó. À nấu cháo ha. Ôi ơi. Ê anh chị ơi mình ra đây nha. Dạ rồi. À, thì lúc nãy thay vì là con bò 15 triệu các bạn. Nhưng mà ông chủ bò thì thấy hoàn cảnh gia đình của anh Đạt cũng khó khăn. Thì ông chủ bớt cho mình 500 ngàn. Thì 500 ngàn này thì cũng với số tiền với gia đình anh Đạt thì cũng là nhiều. Thì hôm nay thì mình cũng trao lại 500 ngàn này cho gia đình anh Đạt. Để có thể là mua cái gì đó để chăm cho con bò nó lớn hơn một chút xíu. Mà nó mập ra một chút. Dạ. Cảm ơn anh Đức. Rồi cảm ơn. Dạ. Giờ thôi xin chào và tạm biệt anh. Bye bye.